Ngôi nhà bà Thuận tuy mới xây dựng được hơn 3 năm nay nhưng đã nứt nẻ và sụt lún nghiêm trọng. Mức đền bù 120 triệu đến 150 triệu đồng do chủ đầu tư đưa ra theo bà là quá thấp. Thì ba thấy chưa thỏa đáng vì nứt nở nhà nhiều quá mà dư họ đền bù được 150 triệu. Thì 120 triệu thì ba nói là dư nếu mà 150 triệu thì coi như làm lại nhà cho ba. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phúc đã tổ chức cuộc họp giữa đại diện chủ đầu tư và 8 hộ dân vẫn chưa nhận đền bù để hai bên tìm ra tiếng nói chung cũng như phương án bồi thường thỏa đáng và hợp lý. Theo ý kiến của các hộ dân, mức giá mà chủ đầu tư đưa ra là quá thấp nên họ không chấp nhận thỏa thuận. Lần đầu tiên khi mà họp trung tâm kiểm định thì có đầu tiên ấy thì đưa ra cái giá đền bù cho nhà chúng tôi là 9,1 triệu. Thì chúng cái này thì chúng tôi cũng lại bởi vì họ quan điểm như thế này có nghĩa là họ chỉ nứt chỗ nào thầu bá chỗ ấy, nhưng mà họ không nghĩ đến là để có cái chỗ nứt này là phải bắt đầu từ móng. Như chúng tôi cái móng nhà chúng tôi là móng, tôi không hiểu chuyên môn nhưng mà lúc chúng tôi làm móng đấy thì mọi người đánh giá đó là cái móng cả cái khu ấy chưa ai ra làm như thế này, bao giờ làm như thế. Còn đại diện của chủ đầu tư lại cho rằng nguyên nhân hư hại thì họ đền bù theo cái phần trăm hư hại, ví dụ như anh hư hại 30% thì đền bù 30%, hư hại 40% đền bù 40%, còn sau đó chủ đầu tư ủng hộ bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu năm đó nữa là cái là tính tiếp, thay vì bây giờ mình hư hại tỷ lệ có 20-30% mà bây giờ đền cả đấy. Kết thúc cuộc họp, giữa chủ đầu tư và các hộ dân vẫn chưa đi đến mức thống nhất về mức bồi thường thiệt hại. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phúc đã yêu cầu đơn vị này ngừng thi công chỉ đến khi giữa chủ đầu tư và các hộ dân thỏa thuận xong về đền bù, công trình mới được phép hoạt động trở lại.